này là nó thật là máy máy xịn, đụng là nổ thôi. Xịn không? Xịn, đụng là nổ. Bao lâu rồi chưa nổ? 4 năm rồi, 4 năm rồi. Năm rồi. Để sợ phải về, phải tăng trang lại. Nhưng mà giờ ổn không hứa anh? Nè, anh hứa với Nga là sắp tới anh sẽ cố gắng đẻ được, thế nào hứa đi. Đây là em đâu có đẻ được. Không có anh làm sao người ta đẻ. Anh thấy em được hợp với anh. Dạ. Em nói là rầy dữ lắm. Lúc nãy em cũng có nghe là anh nói là anh không có thích kiểu người ta đi nhiều quá hay chit chat này kia. Thì thật ra là cái công việc của em cũng đi khá là nhiều. Trước dịch thì là tại vì em làm về bên này là cũng kiểu cho ASEAN luôn, nên em bay các nước cũng khá là nhiều. Có điều thì con người em là cũng khá là nghiêm túc. Là em kinh doanh cái gì về bên kia? Em bên thiết bị y tế, ý là chuyên viên về sản phẩm, kiểu hãng, mấy hãng bán máy cho ví dụ như X-Quang. Đi cũng khá là nhiều đó, dạ. Thì kiểu đấy là công việc. Không sao. Dạ, lẽ là không sao đúng không? Ok. Bây giờ mỗi người nói về quan điểm hôn nhân gia đình cho nhau nghe đi. Em cứ đi thoải mái, nhưng miễn sao cứ chung thủy với gia đình là được rồi. Mối tình trước của anh sợ lắm. Quan điểm của anh thì là về tình yêu sao, anh muốn tiếp người thế nào hay làm sao không? Không, người thì anh thấy em thực tế đây thì anh thấy em được. Dạ. Anh cần một người chung thủy. Vậy thì bản thân anh có làm được cái điều đó hay không? Anh làm được. Sao không được? Người ta 26 năm được, là đúng không? Được đó. Tại vì bên đây người nói thì nói chứ người ta con gái người ta cũng sợ lắm đó. Ok, ok. Anh sẽ bỏ hết tất cả những cái gì mà quá khứ. Mình sẽ tập trung vào phía trước. Anh nói vậy là cũng an tâm rồi đó. Bây giờ có muốn hỏi gì về quan điểm hôn nhân không? Ngạc mới hỏi anh đó mà anh chưa nói. Chưa nói kìa. Hỏi lần sau em hỏi sao hỏi lại. Anh xin lỗi. Chắc em chưa nghe. Y chang vậy. Quan điểm hôn nhân. À rồi. Quan điểm hôn nhân của anh thì về nếu mà đẻ thêm đứa cũng được, mà không đẻ cũng được. Là vì anh bây giờ con cũng lớn rồi. Em thích đẻ thì đẻ, không đẻ thôi. Thôi tùy em à. Thương quan trọng là hắn, em có đẻ được không? Anh hỏi ngược lại đi, nói bên đây muốn đẻ mấy đứa. Em sao em? Nói chung là cũng thích người chu đáo, chung thủy, cái đó quan trọng. Tại vì trước giờ thì những cái người trước đây mà em gặp thì hầu như là đều dính tới trà xanh, rất là dị ứng cái chuyện đó. Yên tâm, đây không có trà xanh. Ở đây thấy chỉ có thuốc lào thôi. Đây trà khô. Đây có trà khô. Không thuốc lào thì anh nói thật là anh mới biết hút đây à. Thế là anh bỏ được. Em nói là thuốc lào nặng đô lắm nha. Bỏ được không? Nhắm bỏ được. Không, chưa ghiền đâu, mới hút được, rồi mới hứa, thử. Hứa là bỏ được không kìa? Anh hứa anh bỏ được. Anh sẽ hứa với em là anh bỏ mọi cái vấn đề phía sau. Bây giờ mình sẽ tập trung về phía trước. Còn về cái vấn đề mà này kia nọ thì cũng không phải lo nữa. Này kia nọ là gì anh? Nhà cửa anh ở Sài Gòn, anh có em ở quận mấy? À, em ở bên quận 2. Nhà anh ở bên quận 12. Dạ. 12. Giờ ở nhà với ai? Ở nhà con mình à? Một mình luôn. Một mình luôn. Nhà to sợ. Nhà to sợ ma. Sợ ma. Bây giờ là muốn Nga về ở chung không? Đúng rồi, muốn Nga về ở chung. Muốn đúng không? Đúng. Thích chưa? Thích. Thích nhiều không? Thích lắm chưa? Thích lắm, thích lắm luôn rồi đó. Bên tôi là thẳng thắn vậy đó. Bây giờ nè, Nga là chưa có con. Dạ. Thật ra là Nga cũng muốn con đứa nhỏ đúng không? Dạ, em thích con nít lắm. Dạ. Thích đúng không? Dù sao nữa nó là một cái sợi dây kết nối tình cảm giữa hai vợ chồng đó. Anh tính sao? Ok thôi. Thôi ăn cái gì cũng ok hết trơn. Nếu mà ý anh là sinh là em tuổi gì? À, em là tuổi Tý. À, tuổi Tý hợp với anh. Đúng hợp, đúng người mẫu anh đang kiếm. Ý anh là nếu mà sinh đứa nữa thì năm mèo là năm kia đẻ được không? Có hợp không? Mèo có bắt chuột không? Đẻ không là do anh á. À, okay. Đẻ không do ông á, chứ bên đây ta chưa đẻ lần nào mà. Cái này là nó thật là máy máy xịn. Đụng là nổ thôi. Xịn không? Xịn, đụng là nổ. Bao lâu rồi chưa nổ? 4 năm rồi, 4 năm rồi. Năm rồi. Để sợ phải về, phải tăng trang lại. Nhưng mà giờ ổn không hứa anh? Nè, anh hứa với Nga là sắp tới anh sẽ cố gắng đẻ được, thế nào hứa đi. Đây là em đâu có đẻ được. Không, không có anh làm sao người ta đẻ. Vậy là kết hợp phối hợp với nhau đúng không? Thì anh mong em đẻ cho anh đứa con gái, con trai được không quan trọng. Nếu mà con trai thì anh sẽ cho theo cái con đường bóng đá. Nếu mà con gái thì đi theo cái nghề của em cũng được, mà đi theo cái nghề ca sĩ cũng được. Anh thích ca sĩ. Nói chung là con cái thì nên để nó lựa chọn, với lại là nó sẽ phải xem là nó mạnh cái gì, nó thích cái gì, nó đam mê cái gì thì mình phát triển đúng hướng. Hướng nó ngay. Giờ thì đúng là hướng thì tốt, kiểu ba mẹ thì theo em thì là mình khuyên bảo thì tốt thôi. Khoảng chừng nào cưới được nè? Bây giờ nếu mà đồng ý thì sang năm mới cưới. Còn nửa tháng nữa đó. Đúng rồi. Em cũng đang tính nói, giờ còn 20 ngày. Quan trọng là nhà gái chịu không nè. Dạ.
nửa tháng em nữa. Suy nghĩ đi anh. Anh mà anh máu lên tới tận cổ rồi đó. Máy không nổ này 4-5 năm rồi đó. Ừ. Dạ, nhất là nổ. Bây giờ là anh chứng minh cái khỏe khoắn con người anh đi. Hồi nãy anh nói anh có biết vỏ đúng không? Bây giờ ra thử múa về đường con. Thử thử nha. Đúng rồi. Tức là thử ở đây thì chỉ phòng vệ thôi chứ không có phản công ai. Rồi thử cho người ta thấy được cái sức mạnh mẽ của đàn ông nào. Em né không à? Tại vì chân mặc quần này không đá được. thử ra tới đâu không đá được. Tới đâu? Đó, hít đất luôn coi. Hít đất hả? Ừ. Hít đất là nhà mà. Chứng minh cho đàn gái thấy mình khỏe phát. Good luôn à. Khỏe. Đó. Cái dòng mà dảnh dảnh mông này dễ dữ lắm mà. Ủa, kỳ vậy anh. Rồi, đưa rồi, khỏe rồi. Được rồi. Khỏe rồi. Được rồi, được rồi, làm tí nữa đi thôi. Em tin rồi. Làm tí nữa đi. Em tin rồi. Em cũng tin rồi. Trời ơi. Khỏe dữ không? Không. Rồi, ok. Ổn ổn rồi. Tin chưa? Tin đây khỏe chưa? Dạ, thấy cũng ổn. Ổn không? Ok. Nhà to, sợ ma, ở con mình. Ha. 4-5 năm nay máy chưa nổ. Cái đó là em nghi nhất á. Em nghi nhất hả? Ừ. Nghi ông nổ rồi kìa. Là nghi làm sao? Nghi là trong 4 năm mà nổ rồi. 4 năm nay là có nổ lén lén mấy lần. Cũng có 1-2 lần thôi. Đó, em nói mà thấy chưa? Thử cái máy nó còn tốt không thôi. Okay. Nhưng mà máy thực ra máy vẫn còn tốt. Để từ bữa tới giờ là hư luôn rồi đó. Tại vì lâu lâu mới cho nổ rô đai tí. Là gì? Thì đó. Thì lâu lâu là làm nóng máy rồi đó. Thử một mình thôi. Thử một mình thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa vậy là không ai check á. Cậu la đây, bình tĩnh. Đây là con người rất là thật. Thật ra mà nói là rất là thật tình, thiệt nhất có thể luôn đó em. Anh tình giờ em hỏi nè. Bây giờ mà dắt tay nhau đi xuống cái sân khấu này một cái là anh dắt người ta về nhà luôn không? Dắt về luôn. Chứ giờ nhà rộng dắt quá. Dắt về nhà nấu cơm anh, nấu cơm cho anh luôn. Anh có cái món là gà chiều nay là anh nấu ăn được hả? Oh good. Món gà rột là món gà tái chanh. À, là gà lộ đúng không ạ? Không, gà tái chanh. Gà đặc tái biệt chanh ấy. Hả? Ừ, đó. Bây giờ anh mạnh mẽ tới, anh nắm tay Nga ha. Dạ. Rồi, nói những cái lời chân thành nhất để Nga cảm nhận xem Nga quyết định thôi. Nắm hai tay, nhìn thẳng vào mắt Nga. Rồi, sao tự nhiên thấy sợ quá Ngọc Lan? Em cũng hơi đùng quá nha. Anh thấy em rất hợp với anh. Dạ. Rất dễ thương. Em thấy anh cũng là kiểu chân thật. Dạ. Thì có sao nói vậy. Hy vọng là con có cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn em. Dạ. Tôi thấy thế này là bà mối. Đàn trai tôi chịu đàn gái lắm luôn rồi đó. Đàn gái cũng chịu lắm. Giờ đàn đây hòn không bấm là tôi bấm. Đây hòn không bấm là tôi bấm. Đó, anh nói với Nga. Đây là người đàn ông mà rất là chân thành luôn. Rất là thật. Bây giờ quyền quyết định của các bạn thôi. Để tay vào nút bấm đi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ đưa ra quyết định. Nào. 1 2 3 Hết thời gian. Được đó Nga. Em cũng nghĩ là em cũng nên cho bản thân mình cơ hội, thấy hợp nhau thì... Dạ, về thẳng nhà anh nấu cơm vậy mà.